Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an thổi nồng độ cồn để phục vụ nhân dân, đừng biến thành cơ hội kiếm trác. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, con số người tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam giảm liên tục trong gần 10 năm. Đến năm 2022, con số này đã tăng trở lại. Trong 10 tháng đầu năm 2023, ở Việt Nam trung bình một ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông. Phải chăng đó là những lý do, theo báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 12 đưa tin, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm đến gần Tết. Bản tin cho hay, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, cảnh sát giao thông ở Sài Gòn sẽ chia làm 10 cụm, trong đó 5 cụm đo nồng độ cồn khu vực trung tâm, 5 cụm ở vùng ven. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm đến tận Tết. Báo Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi rằng, vì sao cảnh sát giao thông thành phố lại kiểm tra nồng độ cồn cả ngày? Trong khi người dân thắc mắc có nhất thiết phải kiểm tra nồng độ cồn cả vào ban ngày, nhất là vào giờ làm việc buổi sáng, giờ tan tầm buổi chiều, vì việc này sẽ gây trở ngại cho người đi đường và việc này sẽ giúp giảm tai nạn giao thông hay không? Trên thực tế, từ giữa tháng 11 năm 2023, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt tổng kiểm tra đối với điều khiển phương tiện giao thông có uống rượu bia, với mục đích là nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Theo đó, cảnh sát giao thông có quyền dừng xe người tham gia giao thông bất kể ngày đêm để đo nồng độ cồn. Theo truyền thông nhà nước, hành động này của cảnh sát giao thông ở Sài Gòn đã gây ra phản ứng mạnh trong dân chúng, với đa số không đồng tình với cách tổ chức thực hiện và các biểu hiện lạm quyền của đa số cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ. Nhìn chung, dư luận thấy rằng việc đo nồng độ cồn để phạt những người lái xe có nồng độ cồn quá mức cho phép là việc làm đúng và được ủng hộ. Nhưng người dân băn khoăn, phải chăng cảnh sát giao thông không chỉ muốn phạt thật nhiều để hưởng phần trăm theo quy định? Câu hỏi này đang được người dân đặt ra. Theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương, được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 6 thông qua chiều ngày 10 tháng 11, Bộ Công an sẽ được hưởng tới 85% số tiền phạt. Một số chốt tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông. Ngoài ra, dư luận còn có một số thắc mắc muốn cơ quan có thẩm quyền tiếp thu hoặc sửa đổi như sau. Không thể vì coi nồng độ cồn trong cơ thể là hiểm họa hàng đầu để kiểm tra với tần suất cao và thời gian phi khoa học. Thứ hai là kiểm tra cả trăm người nhưng sao không thấy ống thổi. Cần có phương án hợp lý hơn, vì việc không thay ống thổi là mất vệ sinh, dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm từ miệng người nọ sang miệng người kia. Thứ ba là Bộ Công an ấn định mức nồng độ cồn trong hơi thở là 0%. Đây là điều bất hợp lý và thiếu khoa học, vì chỉ sử dụng thức ăn, nước uống có đường hay hoa quả cũng có phản ứng hóa học lên men trong dạ dày và nồng độ cồn sẽ cao hơn 0%. Đặc biệt, việc siết chặt nồng độ cồn không chỉ khiến cho các nhà hàng, quán nhậu vắng khách mà sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và hoạt động du lịch cả nước. Chuyện lái xe khi say rượu là vi phạm pháp luật ở tất cả các nước, chứ không riêng gì Việt Nam. Trong khi, theo giới chuyên gia, ý thức người tham gia giao thông ở Việt Nam rõ ràng là có vấn đề. Với việc xử lý nồng độ cồn, hy vọng người dân sẽ dần dần thay đổi thói quen để hình thành văn hóa giao thông an toàn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho hay, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông nói về mục đích của chiến dịch này là quan trọng vẫn là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết sáng phải lái xe thì tối hôm trước không nhậu trễ, cần chuẩn bị tâm lý để tay lái vững vàng, an toàn. Nếu nói cho và giống nhau thì là điều đáng hoan nghênh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên mới đây cũng phát biểu rằng việc dàn trải năng lực căng mình suốt 24/24 giờ vừa gây mệt mỏi, căng thẳng cho lực lượng chức năng, vừa khiến tính hiệu quả của kiểm soát giao thông, bầu không khí xã hội ít nhiều bị ảnh hưởng. Cần việc kiểm tra lại xem làm có cách nào phù hợp hơn không, có ổn không để điều chỉnh cho phù hợp với nguyện vọng của người dân. Theo Thượng tá Đoàn Văn Quốc, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 10 cho biết, các cụm tổng kiểm soát nồng độ cồn của Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh từ nay sẽ thay đổi phương án bố trí các tổ công tác cho phù hợp với từng thời gian, địa điểm ở từng tuyến đường. Công luận cũng hy vọng Bộ Công an của ông Bộ trưởng Tô Lâm giá như chịu khó cho lực lượng của mình tham gia phối hợp kiểm tra tài sản của quan chức nhà nước mà quyết liệt, cũng như kiểm tra nồng độ cồn, thì dân sẽ hết sức hoan nghênh và ủng hộ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Bộ Công an cho thổi nồng độ cồn để phục vụ nhân dân đừng biến thành cơ hội kiếm trác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự ngớ ngẩn của Tổng Trọng và chính sách ngoại giao cây tre, lắm mối, tối nằm không. Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được giới quan sát đánh giá là không kiên định và gọi là chính sách ngoại giao đu dày. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ví von gọi là chính sách ngoại giao cây tre. Chỉ trong năm 2023, Việt Nam đã liên tiếp lập cú đúp lơ trong việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023 và với Nhật Bản vào tháng 12 năm 2023. Điều này được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Ngoại trưởng Trung Quốc vừa sang thăm Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 30 tháng 11 đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa đến thăm Việt Nam. Ông Vương Nghị đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Hà Nội trong 2 ngày qua để thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác, cam kết tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Một nguồn thạo tin tiết lộ cho Thời báo.de rằng mục đích chính của Vương Nghị khi đến Việt Nam lần này là kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình từ Trung Quốc sẽ tới Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Tại cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh rằng Việt Trung là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tương tự, Vietnam Express cho biết, tại cuộc đối tiếp ông Vương Nghị vào ngày 1 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự trân trọng những sự giúp đỡ của Trung Quốc. Đồng thời, ông Trọng cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam ưu tiên hàng đầu mối quan hệ Việt-Trung, ủng hộ một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Cũng phải xin nhắc lại rằng các quan chức lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian gần đây đã rất nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Vậy mà khi nói với lãnh đạo Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng lại nhấn mạnh rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Giới phân tích có những ý kiến đáng suy nghĩ về thái độ mà chơi nhưng ngu ngốc của ban lãnh đạo tại Hà Nội. Thứ nhất là Việt Nam đã chọn chơi với tất cả các nước gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ. Bây giờ tất cả đều là bạn, không còn phân biệt chế độ chính trị độc tài hay dân chủ, tư bản hay cộng sản. Quan hệ nào cũng sâu sắc để vươn lên những tầm cao mới. Người Việt Nam có câu rằng lắm mối, tối nằm không. Mối quan hệ ngoại giao của Hà Nội giống như các cô gái có lắm bạn trai cùng với mục đích quan hệ chỉ để đào mỏ, kiếm tí, cảm giác lạ. Người như thế thì không bao giờ trung thành với chồng con, quá đà một chút là trở thành hạng đĩ điếm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Thứ hai, trong các quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, nếu so sánh thì ban lãnh đạo Hà Nội thật lòng nhất vẫn là Nga và Trung Quốc. Song rõ ràng Hà Nội lại dựa vào Nga và Trung Quốc thì Việt Nam chẳng hề được sơ múi gì về kinh tế. Nhưng cái được lớn nhất là cả Bắc Kinh và Moscow sẽ bảo vệ cho chế độ Hà Nội tồn tại. Tất cả các chính sách, hành động của Nga hay Trung Quốc đều được Việt Nam giơ tay ủng hộ vì lý do như vậy. Thứ ba, lãnh đạo Hà Nội không biết rằng việc ăn ở hai mặt kiểu lá mặt lá trái Hoa Kỳ và các nước phương Tây rất ghét. Họ biết rõ, xong họ giả vờ, coi như không quan tâm. Lãnh đạo Hà Nội tưởng rằng như thế là khôn, nhưng hóa ra lại là dại. Vì rõ ràng Việt Nam có được tiếng mà không phân biệt được đối tác, nhưng dứt khoát không có miếng về kinh tế. Đó là lý do vì sao Việt Nam đã ký kết trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật, nhưng vẫn phải xin họ công nhận là nền kinh tế thị trường, trong khi họ dứt khoát không.
mục tiêu chiến lược dài hạn của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài, các thể chế chính trị chuyên quyền. Vì đó là mầm mống của sự bất ổn trên thế giới, trên bình diện toàn cầu. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Do đó, lãnh đạo Việt Nam đừng có bao giờ nghĩ rằng có thể sử dụng chính sách hai mặt để đánh lừa nước Mỹ, phương Tây, Nhật Bản. Đã chọn phe thì chọn duy nhất một bên, chứ không thể đu dây hay ngoại giao hai hàng. Việt Nam có thể học bài học của Hun Sen ở Campuchia, giữa Hàn và Bắc Kinh, đổi lại Trung Quốc sẽ đền đáp về mặt kinh tế, bền vững về chính trị. Khi có biến thì lãnh đạo Việt Nam qua lánh nạn ở Trung Quốc cũng như Hàng Văn Hoan trước đây vậy. Nếu đã quyết nâng tầm mối quan hệ với Mỹ, Nhật và các quốc gia phương Tây, thì hãy đồng hành đi thẳng luôn với họ. Khi có biến, họ sẽ giúp. Bài học Biển Đông còn sờ sờ ra đó. Xin hỏi, giả sử bây giờ Trung Quốc tiến đánh các đảo tiền tiêu của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, thì ai sẽ ra tay cứu đầy? Cũng đừng quên, một khi ban lãnh đạo Hà Nội vẫn nức đôi, vừa dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài, thì không bao giờ Mỹ và phương Tây chịu một hậu bao giúp đỡ cả. Ít có khả năng Mỹ sẽ công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Sự ngớ ngẩn của Tổng Trọng và chính sách ngoại giao cây tre, lắm mối, tối nằm không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.